Từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cái gì quý vị cũng nghĩ tưởng hết. Muôn vàng cái cảnh trạng nó hiện trong tâm của mình. Nếu mà những cái tưởng niệm đó mà quý vị có thể chụp để mà làm lại thành một cảnh giới thì sao? Thì là sum la vạn tượng á. Do đó cái người mà không hiểu rõ cái lý đạo thì họ thường bị cái tình lý nó xoay chuyển. Cả ngày lặng ngụp triền miên theo ý niệm. Tâm thì không bao giờ được an nghỉ. Do đó, theo thời gian, tóc xanh quá bạc và bị lẽ vô thường xoay chuyển. A Di Đà Phật, quý vị có tu rồi đó. Khi tâm quý vị thanh tịnh, quý vị nhìn mọi người, quý vị thấy thương lắm. Họ ngồi, họ làm việc đó. Họ ngồi, họ làm thinh đó. Nhưng mà trong tâm của họ xoay chuyển muôn vạn điều. Chỉ có những người mà thật sự tu họ mới có thể dừng lại những cái tư tưởng thôi. Chứ còn người mà không tu đó, cái niệm họ nhiều lắm. Hễ họ không có khởi niệm quá khứ thì họ có niệm vị lai. Họ không khởi niệm cái vị lai thì họ lại khởi niệm của hiện tại. Nó cứ như vậy mà nó cứ... Do đó trong ý tâm của mình không bao giờ thanh tịnh hết. Nói cho cùng là ý căn của mình chưa bao giờ nó được cái sự thanh tịnh. Nó chưa bao giờ được cái sự an nghỉ hết á. Quý vị thấy tội nghiệp cái tâm của mình không? Quý vị tu rồi quý vị mới thấy tội nghiệp cái bản tâm của mình. Nó bị muôn vàn cái vọng niệm nó chi phối, không bao giờ được yên nghỉ trong cái sự an lành và thanh tịnh hết á. Trừ trường hợp mình ngủ thì cái tâm mình nó đi vào trong cái cảnh giới mê thôi. Chứ cái trí mình nó vẫn còn hoạt động. Bằng chứng là quý vị ngủ vẫn còn bị mơ, bị mộng. Vì vậy mà quý vị tu thiền á, đến một giai đoạn mà tâm quý vị nó đã thanh tịnh rồi đó, giấc ngủ quý vị an lành lắm. Quý vị vừa vào giường quý vị nằm xuống ha. Rồi cái quý vị thức tỉnh dậy mà không bao giờ mộng mơ hết. Tại vì chỗ này là cái trí mình an định. Trí mình thật sự nó được được an an nghỉ đó. Còn quý vị mà không có tu, mặc dầu thân nằm đó mê mệt đi vào giấc ngủ, nhưng mà trí nó vẫn phát tán qua hành động là những giấc mơ. Có những người thì có những giấc mơ đẹp, có những người thì họ bị những cái ác mộng. Đó là do cái trí nó không có ngừng niệm. Đó là thầy nói về ý niệm của người người không tu. Bây giờ ngược lại người mà thật sự tu thì cái tâm ý họ không dao động và họ thường không có bị cái niệm khởi. Mà khi mà cái niệm thường không khởi như vậy thì tâm ý tự nhiên lần lần đạt đến cái sự thanh tịnh. Mà khi mà ý căn của mình nó đã thanh tịnh rồi thì quý vị thấy sao? Thân tâm quý vị thường được khinh an. Và do cái sự khinh an này mà nó sanh ra muôn vàn phước đức. Do đó quý vị cũng vừa một cái bậc thanh tịnh, quý vị thấy xứng đáng không? Rất là xứng đáng. Bởi vì cái bậc này đã thành tựu được cái thân thanh tịnh, ý căn thanh tịnh. Do đó đạt đến cái chỗ mà thân tâm nó khinh an lạc. Rồi từ cái sự khinh an lạc này, nó sanh muôn ngàn cái phước đức vạn hạnh. Do đó quý vị cúng lên những bậc này, quý vị được phước nhân quả rất là hay, cao thượng vô cùng. Do đó khi mình cúng dường, mình hãy dùng hết tất cả những cái tâm lực của mình cúng dường. Và mình cúng dường, mình phải cúng đến cho những bậc mà cao tăng thạc học, lòng thanh tịnh, để mình mới được phước báo. Quý vị cúng cho những cái bậc bất tịnh, quý vị cũng được phước báo. Tại vì họ bất tịnh chứ quý vị đâu bất tịnh đâu. Thành ra cái cúng dường của quý vị vẫn phước báo. Nhưng mà cái phước báo này nó không bằng quý vị cúng dường đến bậc thanh tịnh. Quý vị nghe trong kinh nói sao? Cúng dường cho một cái người
mà ăn mày, không bằng cúng dường cho cúng dường 1.000 người ăn mày. À, thầy nhắc lại, cúng dường cho 1.000 người ăn mày không bằng cúng dường cho một người thiện nhân. Cúng dường cho 1.000 người thiện nhân không bằng cúng dường cho một cái người thanh tịnh. Cúng dường cho 1.000 người thanh tịnh không bằng cúng dường cho một cái vị thoát ly tam giới A-la-hán. Cúng dường cho 1.000 vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một vị đại thừa Bồ-Tát. Quý vị nghe rõ không? Thành ra mình cúng dường là mình có công đức, nhưng mà cái công đức của mình nếu mình gieo vào ở trong cái thửa ruộng nó màu mỡ, nó thanh tịnh, thì công đức này nó trổ ra cái trái thanh tịnh đầy đủ cho mình. Nếu mình gieo trong công đức vào cái chỗ mà cái giường nó bất tịnh thì sao? Cái trái mình nó vẫn có nhưng mà nó héo úa và nó không được tươi tốt. Như vậy cái người mà thật sự chân tu muốn đạt được cái tướng trạng này thì người chân tu phải biết rõ ràng, thầy dùng cái chữ biết rõ ràng, các pháp vốn là quyển và nó là sự vô thường, nó giống như là một cái bọt biển. Quý vị thấy, quý vị đi chơi biển quý vị thấy không, ở trong cái tận cùng của cái biển, cái phía trong gần bãi cát á, khi mà sóng nó đánh lên nó có những cái bọt biển. Và những cái bọt biển này nó chỉ nổi lên trong một vài phút cái nó tan vỡ đi. Thì cái người mà chân tu thì họ biết rằng cái thế gian này, thế gian pháp này nó giống như là cái bọt biển nha, nó không có thường hằng. Nó sẽ tan vỡ đi. Và nó giống như một cái tiếng vang, nhiều khi quý vị đi vào trong rừng quý vị nghe cái tiếng búa của những người tiều phu họ 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 bổ lên cây, một cái tiếng vang rất lớn, nhưng rồi sao? Rồi sau đó nó mất đi, nó không có thường. Vì vậy mà các pháp nó giống như là bọt biển, giống như tiếng vang. Do đó người mà tu chân thật họ hiểu như vậy, họ không còn cái câu chấp vào âm thanh, họ không còn câu chấp vào sắc tướng của vạn pháp nữa. Khi bấy giờ do cái tâm họ không vướng mắc nên hằng ngày cái tâm họ được tự tại và an lạc. Do đó họ đạt được cái pháp kêu là pháp vô sinh. Khi mà đạt được pháp này thì cái tâm pháp, tâm pháp mà nó chấp pháp đó tức thời nó tiêu diệt. Quý vị mà hiểu rõ các pháp rồi đó thì các pháp mà quý vị hồi đó và quý vị ôm trong lòng đó, kể cả pháp thiền phiền não, pháp thiện, pháp gì đó, tự động nó tiêu diệt. Mà khi mà nó tiêu diệt thì sao? Ôi cái tâm ý quý vị thênh thang tự tại giống như bầu trời trong xanh. Nếu mà đã đạt đến cái chỗ mà pháp vô sanh rồi thì quý vị sẽ được tự tại trong dòng sanh tử. Bởi vì cái tâm quý vị không còn một cái nghiệp nào nó nằm trong đó nữa thì lấy cái gì đưa quý vị đi sinh tử. Cái người tu mà đến cái chỗ mà kêu là chân như, nghĩa là không còn một cái pháp nào để mà nó thể hiện trong tâm nữa hết thì lấy cái gì để đưa quý vị đi sinh tử đây? Cũng như cái người tu mà khi đã lội được những cái ái dục của thế giới ta bà này rồi, quý vị không cầu sanh cực lạc, quý vị cũng phải sanh cực lạc nữa. Tại vì quý vị không còn cái tạo tác của cái nghiệp ở ở ta bà nữa. Cũng như quý vị nào mà đã ly dục thế gian, quý vị ly dục cả một cuộc đời ấy, ở trong cái độc thân quý vị tu như vậy đó, thì cảnh giới của quý vị luôn luôn là cái cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Dầu cho quý vị lâm chung quý vị không muốn về cảnh đó, quý vị cũng phải về. Tại vì cái tâm niệm quý vị nó đã ly cái dục của thế gian rồi. Thế gian pháp nó không còn nữa, làm sao quý vị sống ở thế gian? Do đó, quý vị không mong cầu mà quý vị cũng phải về những cảnh giới chư thiên của sắc giới. Do đó người tu quý vị không cần mong cầu. Tu đã đến nơi mà kêu là giả gạo mà tất cả những cái bên ngoài dơ bẩn nó đã hết rồi, nó còn gạo trắng không? Thì bây giờ quý vị tự
tự tại trong cái vấn đề mà nấu ăn. Thì tu cũng vậy đó. Khi mà các pháp chấp mà nó đã tiêu hết rồi, quý vị khỏi mong cầu ở Niết Bàn, quý vị cũng về Niết Bàn. Tại vì cái nghiệp thế gian nó mất rồi, nó không còn nữa. Cái sinh tử của thế gian đó là do nghiệp tạo thành, do đó nó mất nghiệp thì sự sinh tử nó không còn nữa. Thoát ly sinh tử rất là dễ. Bây giờ thì tâm rất là tự tại, quý vị tùy ý sanh thân, không còn bị các pháp ràng buộc, bởi bởi lý pháp vốn vô sinh thì nó phải vô diệt. Quý vị thấy không? Sở dĩ mà pháp có sinh có diệt là tại tâm niệm quý vị cứ khởi hoài à. Mà hễ tâm niệm quý vị khởi rồi, trong vòng sát na quý vị lại diệt mất cái pháp đó à. Thành ra pháp nó nằm ở trong cái tướng sanh và diệt. Mà khi mà quý vị không khởi tưởng thì sao? Thì đạt đến vô sinh. Vô sinh tất nhiên trong đó đâu có tướng sanh diệt đâu. Mà không có tướng sanh diệt thì cái sinh tử luân hồi nó có không? Nó cũng không có. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Thành ra thầy không nói đến vấn đề tu chứng chứng hay tu đắc đạo, nhưng mà qua cái phần và giảng thuyết của thầy thì quý vị thấy sao? Người tu chân thật vẫn chứng được cái sự thanh tịnh, người tu chân thật vẫn chứng niết bàn. Thấy rõ điều này. Bây giờ thầy đi đến cái phần kinh văn kế tiếp. Này tôn giả Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, A Di Đà Phật. Quý đại chúng ơi, đọc câu này quý vị thì gì có hiểu nghĩa nó không? Tại sao không bỏ bát tà mà vào được bát giải thoát? Tại sao dùng tướng tà mà vào được chánh pháp, A Di Đà Phật? Ở chỗ này nếu quý vị mà không tu chắc chắn không ai có thể giải được. Cái đoạn kinh này, cái ý nghĩa của ngài cư sĩ Duy Ma Cật nó cao siêu quá. Bởi vì khi mà tu hành á thì đầu tiên sao? Mình phải bỏ đi cái sự tà dại. Có bỏ tà dại mình mới đạt đến cái sự giải thoát. Nhưng mà ở đây cư sĩ Duy Ma Cật ngài dạy sao? Không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát. Phải dùng tướng tà mà vào chánh pháp. A Di Đà Phật. Như vậy trước tiên mình muốn đi vào trong cái phần lý giải này nó đầy đủ thì quý vị phải biết bát tà là gì. Như vậy thì bát tà là gì? Bát tà tức là tám con đường tà dại, nó đi ngược lại với bát chánh đạo. Một, ở bên bát chánh đạo thì đầu tiên nó là gì? Nó là chánh kiến, phải không? Trong quý vị học trong bát chánh đạo, quý vị thấy đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng sinh biết cái chánh kiến. Thì ở đây bát tà thì nó là gì? Nó là tà kiến. Thầy thấy chánh, mình lại thấy tà. Rồi ở trong cái bát chánh đạo á, cái thứ hai á là chánh tư duy. Có là tư tưởng của mình từ cái sự suy nghĩ cũng là sự chân chánh. Thì ở đây cái bát tà nó đi ngược lại, nó là tà tư duy. Rồi ở trong cái thứ ba của bát chánh đạo là gì? Có nghĩa là chánh ngữ. Lời nói mình mà không nói ra thôi. Nói ra là nói chánh trực, chân chánh. Thì ở đây tà đạo thì nó là gì? Nó là tà ngữ. Thứ tư trong bát chánh đạo là chánh nghiệp, mình sống với cái nghiệp chân chánh của mình. Thì ở đây nó là tà nghiệp. Thứ năm ở trong bát chánh đạo nó gọi là chánh mạng, mình là người tu rồi mình sống trong cái vấn đề mạng căn của mình phải chân chánh. Thì ở đây nó là tà mạng. Thứ sáu ở trong cái bát chánh đạo là chánh tinh tấn, thì ở đây nó là tà tinh tấn, hay là đúng hơn cũng là gọi là tà phương tiện. Mình làm phương tiện gì cũng tà hết á. Rồi bây giờ nói về thứ bảy
ở bên Bát Chánh Đạo nó là gì? Nó là